Xin chào anh em, hôm nay Aquafit sẽ giới thiệu đến anh em một con máy sủi mà chuyên dụng cho các cái hồ cá koi mà anh em chơi koi rất là yêu thích, đó là dòng Atman HP. Cái dòng Atman HP này thì sẽ có rất nhiều mã sản phẩm như Atman HP 4000, HP 8000, HP 12000 và HP 16000. Thì hôm nay trên tay em Ân đây chính là con Atman HP 8000. Em sẽ mở hộp ra để anh em có thể quan sát được ngoại quan của con máy này, bên trong nó gồm những phụ kiện gì, hình hài nó như nào. Và em cũng sẽ cắm điện để cho anh em có thể xem được cái độ ồn thực tế của con máy này là như nào, để anh em có một cái kiến thức đầy đủ nhất để trước khi đưa ra quyết định lựa chọn con máy nào cho hồ cá koi của anh em. Thì không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, bây giờ em sẽ tiến hành mở hộp để cho anh em cùng có thể quan sát cái con máy này anh em nhé. Đây chính là con máy của chúng ta. Bên trong thì sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn của hãng sản xuất, một túi phụ kiện, các cái đầu chia sủi. Cái này hãng cho chúng ta hai cái đầu chia anh em nhé. Đầu chia này sẽ ra được là mỗi cái đầu sẽ ra được 10 cái đầu phi 4. Phi 4 này thì anh em có thể là cắm các cái dây phi 4 và quả sủi vào. Đấy. Và đây nó có một cái gioăng cao su để nối từ cái đầu máy ra và cái đầu chia này. Đấy, và đây là có hai cái kẹp cố định cái đầu, những cái khớp nối đây để cho cái khớp nối được chắc chắn hơn. Đây, chúng ta đi vào chi tiết cái tờ hướng dẫn sử dụng này. Thì bên trong sẽ có cấu tạo của cái con máy này. Anh em có thể xem cái thông tin quan trọng, các cái cấu tạo. Đây nó bằng tiếng Trung, anh em có thể sử dụng các cái phần mềm Google dịch để xem chi tiết nhé. Và đây là thông số kỹ thuật của các mã máy, có từ HP 4000 đến HP 16000, và nó có mức đối với các cái dòng tiêu thụ điện 110V và 220V. Đấy, anh em có thể xem này. Cần HP 4000 thì thường ở đây anh em đa phần sẽ sử dụng điện là 220V. Thì những cái Atman HP 4000 sẽ chạy công suất là 20W, lưu lượng khí là 35 lít trên phút. 8000 sẽ là 48W và 70 lít trên phút. Và HP 12000 thì sẽ là chạy 110 lít trên phút và là công suất là tiêu thụ điện là 60W. 16000 là 90W và 140 lít trên phút. Cái dòng này thì nó được sản xuất dựa trên công nghệ dây chuyền của Nhật Bản, nên máy thực tế được anh em đánh giá rất là bền, vận hành ổn định, rất là ok anh em nhé. Đây là cái đầu ra của nó. Cái này sẽ vừa với phi gen ngoài là 21 này. Đây, em sẽ đi vào chi tiết. Anh em có thể quan sát này. Chất liệu nhựa rất là cao cấp anh em nhé. Độ hoàn thiện cực kỳ là tỉ mỉ. Đây là dây điện của máy, cũng khá là dài, bằng đầu hai chân anh em nhé. Rất là tiện để anh em cắm được bất kỳ chỗ nào cắm nha anh em này. Đây là thông số kỹ thuật của cái con Atman HP 8000 này, được in trên máy. Atman HP 8000 tiêu thụ là 48W, chống nước là IPX4. Máy cũng khá là nhẹ anh em nhé. Dưới máy hãng có làm cho chúng ta 4 cái gioăng cao su này, giúp máy khi vận hành nó được chắc chắn và êm ái hơn và cố định máy được tốt hơn. Dây điện của con máy này thì dài đâu đó tầm khoảng 1m6 đến 1m8. Bây giờ em sẽ cắm điện để test cái độ ồn của con máy này cho anh em cùng nghe nhé. Đây là âm thanh thực tế quá trình vận hành của cái con máy Atman HP 8000 này. Anh em có thể ra xem này, khí ra rất là khỏe. Đây, em thử cái tờ hướng dẫn nhé. Vào nó tạt này. Vừa rồi thì anh em cũng đã xem cái quá trình hoạt động thực tế của cái con Atman HP 8000 này, cũng như tiếng ồn thực tế mà khi mà con máy nó hoạt động.
Còn sau đây Aquafit sẽ đưa ra một cái số gợi ý cách lựa chọn mã máy sủi nào sao cho phù hợp với từng điều kiện hồ của anh em. Thì Aquafit cũng xin đề xuất một số cách lựa chọn như sau. Đối với những cái hồ mà thể tích dưới 3 khối thì anh em nên lựa chọn cái con Atman HP là 4000. Đối với những cái hồ thể tích từ 3 khối đến tầm dưới 6 khối thì anh em lựa chọn con Atman HP 8000. Với những cái hồ từ 8 khối đến 15 khối thì anh em lựa chọn con Atman HP 12000. Và những cái hồ 15 khối đến 20 khối anh em lựa chọn con Atman HP 16000. Thì cái này thì cũng mang tính chất tương đối thôi, tùy vào điều kiện thực tế hồ của anh em, như anh em muốn cái lượng oxy cung cấp cho cá là như nào, đường ống anh em đi như nào. Ngoài ra anh em có muốn là dùng máy sủi để đào cá nét luôn nữa không. Đối với một cái hồ 10 khối thì anh em lựa chọn cái Atman HP 12000, anh em đi hai cái đĩa sủi 20 cm, một đĩa vào hồ chính để cung cấp oxy cho cá và một đĩa vào cái ngăn cá nét để đào cá nét giúp nuôi vi sinh được tốt hơn. Anh em mà có thắc mắc gì hay là có câu hỏi gì hay là muốn Aquafit làm thêm về cái con sản phẩm gì trong các cái hồ cá koi, máy bơm, máy sủi oxy, máy cho cá ăn hay máy vệ sinh, thì anh em đừng ngần ngại, hãy để lại những cái bình luận ở bên dưới video để Aquafit được hỗ trợ anh em một cách tốt nhất. Ngoài ra anh em cũng có thể liên hệ với Aquafit qua số hotline là 0965547920 để em được hỗ trợ anh em một cách nhanh nhất anh em nhé. Xin chào anh em và hẹn anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.